Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Panasonic, mã nồi là SRSPX103. Thì 103 tức là nồi 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5.000 ăn đấy. Đây là nồi cao tần áp suất 2 bi công nghệ phun hơi nước của Pana ấy các bạn. Thì cái mẫu nồi này cũng thuộc dạng nồi cao cấp nhất của Pana đấy nhé các bạn. Đây các bạn xem này, nồi có màu đen đỏ rất là đẹp luôn nhé các bạn. Đấy, đây là nồi đấu giá trong cái lô 9 cái hôm trước ấy các bạn nhìn này, nó đã bóng luôn các bạn nhìn này. Đấy, không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Thường thường mấy nồi bãi mà mình lấy về đa số nó bẻ ở đây các bạn này. Đấy, đây thông số đây, năm 2014 nhé các bạn, 103 nhưng 2014 nhé. Thì nồi này có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 người ăn. Bạn nhìn này, đấy, còn rất là bóng luôn, không có chảy xước gì nhé các bạn. Rất là đẹp. Rồi mình kim điện cho các bạn xem nhé. Đây các bạn nhìn dây này, dây xanh như mới luôn các bạn. Các bạn nhớ kim điện 100 giúp mình nhé. Rồi bạn chọn menu này, đấy. Các bạn chọn menu là gạo trắng này các bạn này. Các bạn nhấn menu một lần nữa là chuyển chế độ nấu. Đây, chế độ nấu này là nấu gạo trắng chứ. Đấy, có giọng nói của cá nhân. Có cơm là cơm dẻo nhé các bạn. Đây là chức năng ngon nhất của cơm dẻo đấy. Rồi các bạn nhấn nấu. Đấy, 51 phút nhé. Đấy. Rồi, mình mở cho các bạn xem bên trong nhé. Đây. Loang vùng còn rất là đẹp nhé các bạn. Rất là bóng luôn này. Đấy. Áp suất 2 bi đây. Đấy, bên trong này, cái chỗ này thì mình chưa vệ sinh được nhé các bạn. Cái này mảng cơm nó bám vào thôi. Đấy, mình cào ra ngay nhé các bạn. Đấy. Cái này người Nhật người ta chưa lau kỹ này. Cơm cào ra ngay nhé các bạn. Của này các bạn nấu các bạn nhớ bỏ 2/3 cốc nước vào đây nhé, để cơm nó hâm ấy, nó sẽ phun hơi nước để giữ cơm các bạn lâu hơn. Nồi còn rất là son, còn rất là đẹp luôn nhé các bạn, son lỗ nhé. Đấy, son lỗ này rất là xịn luôn đấy các bạn, chống dính rất là tốt luôn. Các bạn biết mình mua cái son lỗ này nếu mà mình mua ở Nhật ấy, nó đều tầm khoảng hơn 1 triệu các bạn, là mua hàng cũ nhé. Còn hàng mới của nó rơi vào tầm chắc khoảng mười mấy nghìn đấy, mấy nghìn yên đấy, thì rơi tầm 3 triệu mấy 4 triệu ấy. Đây, nồi rất là đẹp luôn. Rồi mỗi nồi này mình đang bán mức giá là 3,6 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.